皆さんこんにちは。リキの日本です。今日からみなさんとエネに漢字を解きたいと思いますね。よろしくお願いします。まずは問題の説明をしますね。2つ問題がありますね。問題1は漢字読みから読み方を選ぶと、問題2は読み方から漢字を選ぶことですね。 Mọi người thấy là gì ạ? Ở N3 nó cũng giống với N2 ở cái chỗ là đối với bài kanji thì chúng ta có hai môn đai, một là chọn cách đọc, hai nữa là chọn kanji từ cách đọc, đúng không ạ? Thì tương ứng với mỗi bài đấy chúng ta đều có một cái cách làm khác nhau. Và để làm gì ạ? Mục đích là chúng ta tiết kiệm thời gian trong khi làm bài thi chính thức, đúng không ạ? Rồi, thì đối với môn đai 1 thì chúng ta có là từ kanji và chọn xuống cách đọc, đúng không ạ? Thì chúng ta không cần phải đọc hết câu. Tại vì sao nhỉ? Nhìn kanji thì nó ra cách đọc luôn, thì không cần phải đọc để tiết kiệm thời gian. Còn đối với môn đai số 2 nhá, thì chúng ta nhất quyết là chúng ta phải đọc câu. Tại vì nó sẽ kanji nó sẽ cùng cách đọc thì rất nhiều, nhưng mà phụ thuộc câu mà ý nghĩa của nó sẽ khác nhau. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta đi vào ngày số 1 là ngày đầu tiên nhá. Được chưa? Ok, hajimemasu. Ok, chiban. これ ạ. Đây là gì nhỉ? Chữ bình và chữ đẳng, đúng không ạ? Chúng ta không cần phải đọc cả câu nữa mà nhìn vào chữ kanji và nhìn xuống các lựa chọn, chúng ta nhìn và đọc chọn luôn. Được chưa mọi người? これ は何番ですか? Ok, 3 番ですね. 平等ですね. Chữ bình và chữ đẳng, đúng không ạ? Rồi ok. Câu này chúng ta cùng dịch nhá. 両親は私たち兄弟を平等に育てた. Có nghĩa là gì ạ? Bố mẹ thì đã nuôi dưỡng anh em chúng tôi lớn lên một cách bình đẳng, công bằng. Có nghĩa là gì ạ? Đều cho tất cả anh em chúng tôi đi học bằng nhau, được hưởng những cái sự ưu tiên chăm sóc giống nhau, đúng không nhỉ? Rồi, 次, 2 番目, これは何ですか? Đây là chữ gì nhỉ? Nghĩa là gì? Rồi, ok, chúng ta có là gì ạ? 怠ける, 3 番ですね. 怠ける là lười biếng, được chưa? 怠けてると試験に落ちますよ。皆さんもぜひですね。怠けると、nếu mà lười biếng nữa thì chắc chắn là sẽ bị trượt kỳ thi đấy. Được chưa? いいですか? はい。OK。これは何ですか? OK。平等ですね。公平平等。Được chưa? はい。次、これは?これは怠ける人と頑張る人ですね。頑張る人は絶対合格しますよ。はい、皆さんも頑張ってね。怠ける人は他の言い方は怠け者と言いますね。はい。Còn cách nói khác nữa chính là 怠け者, cái đồ lười biếng, kẻ lười biếng. いいですか? はい。OK, tiếp theo là câu 3 nhé. 3番ですね。これは何ですか? まずはこれを見て何か考えますか? Đây là chữ báo, đúng không ạ? Chúng ta đã từng nhìn thấy chữ này ở đâu? Trong từ tenkizoho này. Vậy chữ này chính là đọc là hô. Vậy mọi người nhìn xuống ở đây mọi người thấy thế nào ạ? Ngay lập tức chúng ta loại trừ được ba cách đọc của ba đáp án sai này. Ichibangin narimasu ne. Đây cũng chính là một cái cách làm mọi người, nhiều người thì đã biết rồi, nhưng mà một số người mà chưa biết thì sẽ muốn giới thiệu lại cho mọi người đấy chính là gì ạ? Khi mà âm ôn đúng không ạ? Thì nó sẽ giống nhau, nó nằm trong chữ Hán này và nằm trong chữ Hán khác thì khả năng cao nhé. Tại vì nó một chữ Hán nó có nhiều âm ôn, nhưng mà khả năng cao thì nó sẽ rất là giống nhau và nó lặp lại. Vậy thì đây cũng chính là một cái cách mà để chúng ta giải quyết nhanh khi mà chúng ta không biết chọn, không biết đọc cả cái chữ Hán đây là gì nhỉ? Đây chính là chữ báo và chữ cáo đó. Hokoku đây chính là báo cáo luôn, đúng không ạ? Joshi ni shigoto no susumi guai o hokoku shimashita. Đây chính là tôi đã báo cáo lại cái tình hình tiến triển của công việc cho cấp trên. Ii desu ka? Hai. Chi desu ne. 4 ban me. Kore wa nan desu ka? Mai mo kansuru mo benkyou shita ne. Kore wa ano kakawaru desu ne. Ichiban desu. Kakawaru là liên quan đến, được chưa? Rồi chúng ta cùng dịch câu này nhá. Isaya kangoshi wa inochi, これ inochi desu ne. Inochi ni kansuru shokugyo da. Shokugyo là shigoto, là công việc, được chưa? Công việc nghề nghiệp. Rồi, y tá và bác sĩ thì là những người mà làm cái công việc liên quan đến sinh mệnh của con người.
いいですか？はい。これもぜひ覚えてくださいね。はい、次。OK、ちょっと復習しましょう。OK、これは何ですか？歩道ですね。これは水道、県道、砂道とか、kiếm đạo, trà đạo hoặc là nước máy đúng không nhỉ? Nó đọc là đô. Và đây thì sẽ là hô đô. Hô đô là thông tin đăng tải. Được chưa nhỉ? Hay dùng với trên báo đúng không? Shimbun ni hô đô saremas. Được chưa? Tiếp theo, これ là kōkoku desu ne, quảng cáo đó. Rồi, đây là shinkoku desu ne. Shinkoku na hyōjō de hanashite imasu. Được chưa? Nói với một vẻ mặt rất là nghiêm trọng, shinkoku nghiêm trọng. いいですか? はい。次、これは広告ビジネスに、これは何ですか？携わるは仕事をするという意味ですね。今夜は làm việc、được chưa nhỉ？携わっています。Tôi đang làm việc ở cái ngành kinh doanh liên quan đến quảng cáo. いいですか? Tiếp theo, chữ này chúng ta còn có một cách đọc nữa là tazusaeru bằng với mochimasu, được chưa? Vì thế nên nó xuất hiện trong từ ketai denwa, tức là cầm điện thoại, cầm theo, được chưa nhỉ? Tazusaeru thì bằng với mochimasu, được chưa? いいですか？はい。これは何ですか？これは肩に触るですね。肩に触る。触る場合。いいですね。はい。はい。次は5番ですね。これは何ですか？何ですか？予選。これは汚染ですね。2番は正解ですね。汚染は言えば汚染も中。これは汚染でしょ。汚染汚くなる。これは汚いですね。はい。では、中断を続きます。環境汚染を防ぐためには、ここの努力も必要だ。これは何でしょう。防ぐ問題、汚染も中に、cần thiết phải có nỗ lực của từng người từng chút một, được chưa nhỉ? Hãy Tsugi, roku ban, kore wa nan desu ka? Hanzai nan desu ka? Kore wa ni ban ni naremasu ne, hanzai, được chưa? Phạm tội, ii desu ka? Rồi, ok, saikin wakamono no hanzai ga fuete iru. Dạo gần đây thì những người trẻ mà phạm tội thì đang tăng lên. いいですかね? はい。これは事故を防ぐですね。防ぐ cái sự cố tai nạn. いいですね。はい。これは何ですか? 犯罪を防ぐために防犯カメラを設置するですね。これは防犯。Bohan ですね. Để mà đề phòng cái phạm tội của người khác đó, thì lắp đặt cái camera để đề phòng tội phạm, camera phòng chống trộm ấy, được chưa nhỉ? Hãy. Hãy, 次7番目ですね. これは何ですか? 超簡単ですね. Hãy. これは超簡単ですね. 3番ですね. 都市 là đô thị, được chưa nhỉ? 都市の人口はfuete tsuzukete iru. Chúng ta thấy một cái là gì ạ? Động từ kết hợp, động từ ghép đúng không nhỉ? Hai động từ kết hợp với nhau. Dân số của đô thị thì nó đang tăng dần lên. Ii desu ne. Hai. Tsugi, hachi ban, kore wa nan desu ka? Kore wa isogu desu ne. Isogu. Isoide. Nhanh chóng, vội đúng không ạ? Kore wa shikyu to yomimasu ne. Mà kore wa point là trường âm, được chưa nhỉ? Trường âm có nhé, có trường âm ở đây. Và CQ là khẩn cấp, gấp, được chưa? Vội. Đây là gì ạ?
vui lòng liên lạc lại nhanh giúp tôi, được chưa? Hai. Korea. Dai shikyu desu ne. Dai shikyu. Càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt, vội, được chưa? Hai. Tsugi, kyuwan desu ne. Kore wa nan desu ka? これ chuui no chuu desu ne. To sosogu, mizu wo sosogu. Rót nước đúng không nhỉ? Và chiu rong chiui đúng không ạ? Vậy chúng ta được nan wa desu ka? Yon wa desu ne. Kore wa trường hợp được chưa nhỉ? Chou ga arimasu ne. Đây là gì ạ? Netsu, netsu ga takai no de byouin ne chiusha shite moratta. Đây là gì ạ? Vì bị sốt cao nên là đã tiêm ở bệnh viện, được chưa? Mình đã đi tiêm ở bệnh viện vì bị sốt đúng không ạ? Hai. Si, jiuban desu ne. Hai. Kore wa nan desu ka? Kore wa kan desu ne. Ma kore to kore wa onaji desu kara. Kore wa sa to imasu ne. Kan sa desu ne. Sangban desu ne. Mọi người thấy là gì ạ? Ở đây chúng ta có cái bộ ở bên phải này đúng không? Nó giống nhau. Trên cùng cái cùng chung một bộ thì nó sẽ đọc giống nhau đúng không? Hãy. Đây cũng chính là một địa điểm lưu ý ở trong khi chúng ta làm kanji nhỉ? Được chưa? Rồi, chúng ta cùng dịch câu này một chút nhá. Kuchi ni wa dasanai ga tsuma ni wa kansha shite ru. À, không thể nói nên lời đúng không ạ? Tôi thì tôi không thể nói nên lời nhưng mà tôi rất biết ơn vợ đúng không? Hàng ngày mai ni chi asago hango tsukutte kureru toka ma byoki toki wa ano kanbi o shite morau toka dakara itsumo tsuma ni kansha shite masu ne. Hai. Hai. Vậy là chúng ta kết thúc 10 câu đầu tiên nhá của môn đai 1 đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với dạng môn đai số 2. Môn đai số 2 mọi người có nhớ point tụ lúc đầu xin nói là gì không nhỉ? Nhất thiết là tối thiểu phải đọc một đoạn ở trong cái câu đấy, nhưng mà thường là câu trong đề thi rất là ngắn cho nên là chúng ta cố gắng narubeku zenbu yondaho ga ii ne. Đọc hết đi để chúng ta hiểu cái nghĩa và không bị nhầm lẫn về chữ kanji mà cùng cách đọc nữa. Ví dụ như hana đó, hana to hana agimasu ne. Đấy, được chưa? Rồi. Kore wa nan desu ka? Hito wo shinji yo. Shikashi sono 100 bai mo kore ano ni no kanji desu ne. Mizukara wo mizukara shinji yo. Hãy tin vào người khác đúng không ạ? Hãy tin vào mọi người. Nhưng mà ngược lại thì phải tin vào bản thân mình gấp hàng trăm lần. Ở đây nói là gì ạ? Các bạn, nhiều bạn là không tự tin đúng không? Tuy nhiên các bạn phải tin vào bản thân mình rằng mình sẽ làm được, được chưa? Cố gắng là chúng ta sẽ cùng làm được, được chưa? Hãy, いいですね.